xin kính chào quý anh chị, chào các bạn. Hình ảnh quý anh chị các bạn đang quan sát là chiếc Nissan Navara sản xuất năm 2018 và đăng ký lần đầu năm 2019. Vâng, một chiếc Nissan Navara trang bị số tự động một cầu, máy dầu 2.5, màu vàng cam. Và cái chiếc xe này phải nói là rất là đẹp. Đức Trung sẽ quay toàn bộ cái phần ngoại thất để quý anh chị các bạn quan sát. Xe được trang bị một cái lắp thùng thấp rồi, sơn xi sạch sẽ, la răng đúc, lốp láp thì cũng còn đẹp cả dàn. Con này máy gầm đại chất. Vâng, và chiếc Nissan Navara sản xuất năm 2018 bên Đức Trung đang chào bán với giá là 545 triệu đồng. Vâng, giá trên thì vẫn còn thương lượng một chút. Nếu anh em quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với Đức Trung. Số điện thoại là 0965 951 955. Địa chỉ xem xe là chợ ô tô cũ Quảng Ninh, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí. Và sau đây Đức Trung sẽ đi gần vào để quý anh chị các bạn có thể quan sát thật là chi tiết mẫu xe này. Nissan Navara, cái con này thì giá của nó quá hợp lý so với lại những cái dòng xe khác. 545 triệu, nếu mà mua XLS thì chắc anh chị em mua được khoảng 2016 thôi. Con này thì 2018, đăng ký lần đầu năm 2019, xe còn rất là mới. Thì các cái đường nét của xe và cái chi tiết của xe còn cực kỳ đẹp. Cái biển số rất là vuông vắn, tỉnh Lào Cai. Các cái cặp đèn này sáng choang. Đèn cầm này chưa bật thôi. Lốp láp của thằng zin đẹp. Đây các cái mối lắp ghép này, đường gân góc cạnh. Cái form tai. Cái form đầu xe. Quá ok. Nissan. Nói chung là cái đường led thiết kế cũng như là cái tổng thành của xe phải nói là cực kỳ đẹp. Và cái dòng Navara này nó không dùng nhíp, nó dùng cái hệ thống treo đa điểm nên là đi nó êm như là dòng xe 7 chỗ. La răng đúc. Hệ thông số của lốp luôn. 255/70R16. Máy vẫn đang nổ cầm bệ. Hệ thống lòng xe, hệ thống treo, sắt xi gầm bệ là nguyên bản hết. Đây bậc bước, có xi nhan trên gương, gương ốp chrome. Đăng kiểm thì rất là dài, tháng 1 năm 2023. Đấy, có lẹp chân kính đây. Đấy, tay cửa thì mạ chrome hết rồi. Form cánh cửa này đang nét luôn, sơn xi sạch sẽ, lắp thùng thấp. Vâng, đây là cái quả lốp đằng sau này, lốp còn rất là dày, la răng này không chảy xước. Sắt xi của xe, sắt xi xanh đét. Bầu giảm thanh cũng như là các cái chi tiết ở trong cái phần gầm xe sáng choang. Vâng, 545 triệu, giá trên thì vẫn còn thương lượng một chút. Đây, cản sau mạ chrome sáng trưng. Có anh ấy thắc mắc là thiếu chữ L này, thiếu chữ L thì bên Đức Trung sẽ mua bổ sung thôi. Các cái cặp đèn này vẫn là đèn nguyên bản theo xe. Xe cực đẹp. Camera lùi.
tại cái thời điểm này xe bán tải, xe mới nó không có, xe cũ nó giá nó rất là cao, mỗi con nó lên tầm khoảng độ từ mười mấy cho đến hai mấy triệu một chiếc. Anh em cân đối mua con này về sử dụng giá hợp lý, xe mới quá đẹp. Toàn bộ cái phần ngoại thất của xe quá ok rồi. Sau đây Đức Trung sẽ quay đến cái phần nội thất. Nội thất con này đã được trang bị bộ ghế da màu kem rồi. Các cái vách lỉ này cũng thay bằng các cái vách da màu kem hết. Keo chỉ zin đẹp 100%. Sàn 3D thảm rối. Con này có cả trần 3D luôn. Cái trần này nó vô cùng là dễ vệ sinh và nó cách âm cách nhiệt rất là tốt. Đây có màn hình ở trên gương. Đây là một cái màn hình OLED cực đẹp. Số tự động một cầu. Cái củ số cũng như là cái phần mạ chrome được sáng trưng. Vô lăng ba chấu có logo Nissan này. Và chiếc xe trên mới chạy có hơn 5 vạn đấy nha anh em nhé. Chạy 5 vạn 1.600 là 5 vạn 1. Táp lô của xe đây, sạch sẽ. Hộp tì tay. Gương kính chỉnh điện hết nhé. Đấy, có cả cục xòe gương này. Đấy, cái dòng này có cả cục xòe gương rồi. Rất là hay. Đỗ ngoài đường thì cục gương vào thì nó gọn gàng và nó an toàn hơn rất là nhiều. Vâng, nếu anh em nào mà quan tâm đến cái mẫu Nissan Navara này thì hãy liên hệ với Đức Trung. Vâng, số điện thoại Đức Trung để trên góc màn hình 0965 951 955. Nên Navara nó hay hơn các cái dòng xe bán tải khác là nó có cái cửa gió điều hòa. Cái hệ thống âm thanh của con này nó cực kỳ hay. Các cái móc cửa này mạ chrome, sơn nhựa, keo chỉ rất là đẹp. Và cái dòng Navara này phải nói nó vô cùng tiết kiệm dầu. Số tự động nhưng mà cảm giác nó chỉ ngang ngang với lại số sàn thôi. Loanh quanh khoảng 7 lít, 7-8 lít trên 100 cây. Chỗ nào cũng có ổ sạc nhé. Ổ sạc, ổ AUX, ổ USB. Trong khi cái hộp này cũng có cái chỗ để sạc luôn. Các cái khay để đồ. Những cái dòng này thì đi nó vô cùng êm ái. Và giá xe thì rất hợp lý. Nội thất đây rất là sang trọng, lịch sự. Có luôn cả cái khay để đồ đạc, để các cái cốc uống nước hay là trà sữa cho chị em. Xem một chút về cái thùng xe. Cái thùng này nó chỉ bẩn thôi, chứ còn cái thùng này của nó, cái lót thùng này này còn quá đẹp ấy. Đây cái lòng này là sơn zin. Các cái ốc tai này là nguyên zin hết, chưa động chạm. Bán tải nó hay nhất là nó có cái chỗ mà để đồ riêng biệt. Anh em chở những cái đồ gì nó có mùi hoặc là đồ nó cồng cành, đồ nó bẩn thì cho vào cái thùng xe này, quá yên tâm luôn. Ngày nay xe bán tải dần dần nó trở thành những cái xu hướng tiêu dùng. Anh em đi xe 5 chỗ, 7 chỗ cũng quay sang đổi bán tải rất là nhiều. Thực tế bên chỗ ô tô cũ Quảng Ninh này bán xe cho rất nhiều anh em đổi xe.
hết xăng bán tải thì nó vừa tiết kiệm vừa an toàn. Vâng, và đây là khoang động cơ của chiếc Nissan Navara, động cơ đang hoạt động nhá, máy móc còn sáng trưng. Đây anh em có thể thấy quan sát thế này, cụm ABS này, hệ thống phanh, hệ thống điều hòa, cổ hút, turbo này, nhá quy, carbon gì hết nhá, đi 100%, các hàng ốc tai này, đấy, cụm đèn pha. Đi 100% anh em mua con này về sử dụng này quá ok. Nếu mà chưa đủ tài chính thì anh em vay ngân hàng con này cũng rất là ok, nhưng ngân hàng nào cũng vay được luôn. Đời cao 2018, đăng ký 2019. Những cái dòng xe mà nhập Thái như con này trở thành hàng hiếm. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong khoảng hơn 10 phút vừa qua thì Đức Trung đã giới thiệu chi tiết tới quý anh chị cùng các bạn một chiếc Nissan Navara trang bị số tự động một cầu, động cơ dầu 2.5, sản xuất năm 2018 và đăng ký năm 2019. Và Đức Trung xin nhắc lại cái giá bán là 545 triệu và bao rút hồ sơ, và thiện chí thì vẫn còn thương lượng một chút. Đấy, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.